Chào các bạn, mình là Miu Seven. Các bạn cũng có thể gọi tôi là Miu Nát hay Miu Lầy hay Miu gì gì đó cũng được. Hôm nay mình muốn tri ân cho những bạn đã từng theo dõi mình suốt thời gian qua và các bạn khán giả mới. Và để khích lệ tinh thần của tất cả mọi người, mình sẽ công bố một cái chương trình mới, đó là đính kèm thẻ cào trên mỗi video clip. Thì trước cái video của mình sẽ có một cái thông báo như sau. Những video nào có những cái thông báo như vậy, có đính kèm thẻ cào. Cái cách thức mình có thể nhận được thẻ cào ở trên video clip của mình ra sao, thì lúc các bạn coi video, các bạn sẽ thấy ngẫu nhiên bất kỳ ở chỗ nào mình đặt. Có thể là mình đặt ở đầu video, cuối video, giữa video, bất kỳ chỗ nào trong video của mình, thì nó sẽ hiện ra một cái khung vuông giống như quảng cáo vậy đó, sẽ hiện ngẫu nhiên ở trong video. Cho nên các bạn phải theo dõi video để mà dự đoán ha. Thì cái cách thức và cái thể loại chơi ở đây á, thẻ cào sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở trong video, và mã số thẻ cào 20 thì sẽ được che mờ đi hai số cuối, ví dụ như 1 2 3 4 5 6 7 8 chấm sao. Các bạn sẽ đoán hai số chấm sao còn lại để các bạn biết được cái mã số thẻ cào. Do thẻ cào 50k thì mình sẽ che đi ba số cuối, ví dụ như 1 2 3 4 5 6 7 chấm sao. Các bạn sẽ dự đoán ba cái số cuối còn lại. Và tương tự thì thẻ cào 100.000 cũng y gan vậy luôn, nhưng có điều thẻ cào 100.000 sẽ che mờ đi bốn số cuối để cho các bạn dự đoán. Và mình cam kết ở đây 100% thẻ cào là thật, không phải là thẻ cào giả ha. Nếu những bạn nào đã dự đoán và nạp trúng thẻ cào đó ha, thì vui lòng comment lại để mình biết, để mình cào những cái thẻ cào mới, không có tiếp tục lặp lại những cái mã số thẻ cào đó nữa, vì mã số thẻ cào đã không còn, đã hết giá trị sử dụng. Ok, video của mình nội dung thì chỉ để thông báo cái chương trình, khích lệ mọi người cùng xem video và có thưởng của mình. Video của mình xin được kết thúc tại đây. Xin chào đón các bạn trong những video sau với những chương trình khuyến mãi hấp dẫn của mình ha, khích lệ tinh thần. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong một năm qua. Bye bye.